Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room và đây là một bài viết tổng hợp của team Nhà Nhẹ. Và mình là Andy. Ngày xưa khi các vị thần cho vua Midas một điều ước, ông ấy đã ước mọi thứ mình chạm vào đều biến thành vàng. Những tưởng nghe qua thì đấy là một điều ước khá gian xảo khi mà chả mấy chốc ông sẽ leo lên đứng đầu tạp chí Forbes với việc tổng tài sản tăng lên một cách siêu nhanh khổng lồ khi toàn vàng là vàng ở xung quanh mình. Midas đã vui mừng biến cây thành cây vàng, tảng đá thành tảng đá vàng, thậm chí là biến luôn tòa nhà thành vàng. Thế nhưng mà đen cho người đàn ông suýt nữa đẹp trai nhất thế giới đó là giờ đây đồ ăn của ông ta cũng biến thành vàng nốt. Và đáng tiếc là hệ tiêu hóa của ông ta chưa kịp tiến hóa để tiêu hóa được vàng. Ông ta bắt đầu tuyệt vọng và ôm lấy con gái của mình để khóc lóc. Ôi thì khốn nạn, con gái ông ta cũng biến thành vàng luôn. Cuối cùng Midas chết trong cơn đói, đau khổ và cô đơn. Nhân loại cũng đang sở hữu một quyền năng tương tự như vậy. Đó là bằng một cách rất dễ dàng với chi phí rẻ, biến những thứ nguyên liệu sẵn có trở thành bất cứ vật dụng gì mình cần để phục vụ cho cuộc sống. Và đó là nhựa. Rõ ràng công dụng của nhựa là vô cùng khủng khiếp và chúng đã thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nhưng liệu rằng có khi nào công nghệ sản xuất nhựa vượt khỏi tầm tay kiểm soát của con người không? Xin mời đến với bài viết ngày hôm nay. Nhựa đã xâm chiếm thế giới loài người như thế nào? Có một sự thật đó là nhựa có lẽ đang đứng top trong danh sách những thứ phổ biến nhất trên thế giới. Nhựa đang thấm vào môi trường của chúng ta, nó thâm nhập vào cơ thể của động vật, vào chuỗi thức ăn và đang trên con đường vào cơ thể con người. Nhựa là một thứ khá đặc biệt đối với thế giới loài người. Chúng vừa là công cụ sản xuất, vừa là vật dụng trong đời sống. Chúng không chỉ có một vài công dụng mà có hàng tỷ tỷ công dụng khác nhau. Nhựa cũng khác với những công cụ khác mà con người chỉ việc lấy từ thiên nhiên như những loại tài nguyên, khoáng sản, các mỏ quặng. Nhựa được con người tổng hợp và chế tạo. Khoảng 100 năm trước, nhựa được phát minh và nó đã hoàn toàn thay đổi thế giới. Nhựa mà gọi chính xác hơn là plastic, được cấu tạo từ polymer. Thế polymer tồn tại ở đâu? Chúng xuất hiện ở thành tế bào, ở lụa, tóc, vỏ côn trùng và cả DNA. Tuy nhiên, đó là những thứ mà con người không thể lấy để tổng hợp lên plastic được. Và thật tuyệt vời là polymer, ngoài ở những nơi oái oăm như trên da, thì nó còn có thể được tổng hợp từ dầu thô. Điều này mình đã từng nói trong video, điều gì sẽ xảy ra nếu như thế giới hết dầu. Nếu như bạn nào chưa xem thì có thể click vào trên này để xem chúng. Và như vậy, kỷ nguyên của nhựa bắt đầu. Với nguyên liệu dầu mỏ sẵn có và rẻ, nhựa được sản xuất hàng loạt. Chúng nhẹ, bền và có thể đúc thành 1 tỷ linh 1 những hình dạng khác nhau. Điểm qua một vài thành viên của gia đình plastic thì có Bakelite được sử dụng làm bộ phận cơ khí, PVC được dùng làm ống nước, dây điện, hộp nhựa, acrylic để làm kính cường lực, hay ni lông dùng trong ngành thời trang, thực phẩm. Ngày nay, mọi thứ đều có ít nhất một phần làm từ nhựa, từ quần áo, điện thoại, máy tính, đồ nội thất, đồ trang trí nhà hay ô tô. Thế nhưng mà nhựa cũng không còn đơn thuần là một loại vật liệu nữa, nó cũng đã trở thành rác thải. Cốc đựng cà phê, chai đựng nước ngọt, túi ni lông đựng thực phẩm. Rất nhiều thứ mà chúng ta không ngờ đến đang trở thành rác thải và thật không may là chúng không vội vàng biến mất. Rõ ràng là điều gì cũng có hai mặt của nó. Vật dụng làm từ plastic thì rất bền. Và vì nó bền nên nó cũng sẽ mất đâu đó cỡ khoảng 500 đến 1.000 năm để phân hủy. Có tới 40% số lượng bao bì được làm từ nhựa đã trở thành rác thải mà không được xử lý. Ở Mỹ, bao bì sản xuất từ nhựa chiếm khoảng 1/3 lượng rác thải được thải ra hàng năm. Và kể từ khi được phát minh vào năm 1907, chúng ta đã tạo ra 8,3 tỷ tấn nhựa, trong số đó thì có khoảng 6,3 tỷ tấn trở thành rác thải kể từ đó cho đến nay. Trong số đó chỉ có 9% được tái chế, 12% bị đốt cháy và đương nhiên là có tới 79% vẫn chưa được xử lý. Phương án tốt nhất là tống xuống biển. Có khoảng 8 triệu tấn rác mỗi năm được làm theo cách này. Đây là một con số siêu to khổng lồ. Người ta ước tính nếu như con số này được duy trì tới năm 2050 thì nó sẽ chính thức nhiều hơn tất cả số cá trong đại dương. Nhiều loài động vật biển xem đó là thức ăn và đã chén phải chúng. Theo thống kê thì vào khoảng năm 2015, gần 90% các loài chim biển đã ăn phải nhựa. Rất nhiều động vật chết đói với dạ dày chứa đầy rác. Thế nhưng đó là những sản phẩm từ nhựa mà chúng ta nhìn thấy. Còn một thứ đáng sợ hơn mà không nhiều người biết đến, đó là vi nhựa, hay còn gọi là microplastic. Các hạt vi nhựa có kích thước nhỏ hơn 1mm, chúng được sử dụng rất nhiều trong mỹ phẩm, kem đánh răng, v.v. Và đây là bọn gần như chả bao giờ được xử lý mà tống thẳng ra biển. Từ rác thải nhựa, chúng tiếp xúc với tia UV của mặt trời và giã ra, tan vào nước biển. Có khoảng 51.000 tỷ hạt vi nhựa trôi dạt trong đại dương. Đến mấy cái vỏ chai ni lông còn bị bọn chim cá nuốt phải thì không có lý do gì những hạt vi nhựa này không bị các động vật biển ăn chúng. Các sinh vật phù du ăn phải vi nhựa, cá nhỏ ăn sinh vật phù du, cá lớn, tôm, cua, hàu ăn phải cá nhỏ,
và tất cả bọn nó đều nằm trên đĩa của con người. Hạt vi nhựa được tìm thấy ở trong muối biển, các nguồn nước tự nhiên và bụi trong không khí. 8 trên 10 em bé và gần như tất cả người lớn đều có chứa phthalate trong cơ thể. Đây là chất làm tăng độ bền của nhựa, có tác hại ảnh hưởng đến suy giảm trí tuệ. 93% người đều có chứa BPA trong nước tiểu, chất làm cho nhựa có độ trong suốt và chúng là tác nhân của ung thư. Rõ ràng là đến khi xem video này, bạn mới biết những điều đó. Thế cho nên chúng ta cần thêm một vài lý do nữa để hoảng sợ. Trên mặt đất, với khả năng tồn tại hàng trăm năm, các hạt microplastic có khả năng ngấm vào đất, các nguồn nước ngầm, ao hồ sông suối và sẽ quay ngược trở lại vào cơ thể con người một cách dễ dàng. Ngay cả việc đốt rác thải nhựa, chúng cũng sẽ sản sinh một số chất độc như dioxin và furan. Chúng có khả năng gây khó thở, rối loạn tiêu hóa và là tác nhân gây ung thư. Rõ ràng là khi chúng ta lên kế hoạch sản xuất nhựa, chúng ta đã quên lên kế hoạch kiểm soát chúng. Vậy để thay đổi điều đó, chúng ta có nên cấm nhựa? Đen là vấn đề lại không đơn giản đến thế. Không chỉ có nhựa làm ô nhiễm môi trường mà một số sản phẩm thay thế cho nhựa mà ta sử dụng còn làm ô nhiễm môi trường cao hơn theo một con đường khác. Theo một nghiên cứu gần đây của chính phủ Đan Mạch thì lượng khí thải từ quá trình sản xuất một chiếc túi cốt tông tái sử dụng còn nhiều hơn là khí thải từ quá trình làm ra 7.100 cái túi ni lông. Và bên cạnh đó còn là yếu tố thương mại, từ chi phí, thời gian sản xuất cho tới độ tiện lợi. Thế cho nên mọi thứ tác động tới môi trường đều rất phức tạp và rất khó để cân bằng. Nhựa cũng giúp con người giải quyết được nhiều vấn đề khác. Ví dụ như theo thống kê thì có tới 1/3 lượng thức ăn được sản xuất không bao giờ được ăn. Nếu chúng ta vứt nó đi thì nó sẽ tạo ra một lượng khí methane khổng lồ khi nó thối rữa. Các thể loại âu nhựa, hộp nhựa hay túi nhựa sẽ giúp bảo quản thức ăn dễ dàng hơn. 90% rác thải nhựa trên biển đến từ sông và trong số đó điển hình là 10 con sông lớn ở châu Á và châu Phi. Sông Trường Giang ở Trung Quốc thải ra biển 1,5 triệu tấn nhựa mỗi năm. Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria và Indonesia sở hữu một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc và đi cùng với sự phát triển quá nhanh khiến cho các cơ sở hạ tầng xử lý rác thải không theo kịp, khiến cho rất nhiều rác thải không được xử lý đã thải ra môi trường. Thế giới vẫn đang không ngừng tìm kiếm và chế tạo ra các loại vật liệu có thể thay thế được nhựa, nhưng cũng giống như dầu mỏ, để thay thế được chúng là tương đối mệt mỏi và cần nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu chúng ta không hành động, chúng ta sẽ giống như Vumidas, sẽ được sống trong một thế giới toàn là nhựa. Mọi thứ xung quanh đều bị nhiễm nhựa, từ nước uống cho tới thức ăn, thậm chí là cả cơ thể chúng ta. Như thường lệ, nếu thấy video này hay, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe nhé. Nếu có điều gì chưa thực sự hợp lý, hãy comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.